Sau hai lượt đấu, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 3 trong bảng B với 3 điểm. Iran và Arab Saudi đang chia nhau ngôi đầu bảng với 4 điểm, trong khi đó Mông Cổ chưa có điểm nào. Ở bảng B, đội quốc gia của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đứng thứ 4 trong số 5 đội đứng thứ 3 ở các bảng. Nếu duy trì được vị trí này, đội tuyển Việt Nam sẽ có vé vào vòng 1/8 cuộc thi. Trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại ASEAN 19 sẽ diễn ra vào lúc 18:30 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 9, theo giờ Hà Nội. Trong cuộc đối đầu này, Việt Nam sẽ đối mặt với đội tuyển Arab Saudi, đội xếp hạng FIFA 57, cao hơn Việt Nam 38 bậc. Trong khi Iran đã sử dụng nhiều cầu thủ kinh nghiệm, thì Arab Saudi đã tham dự với đội hình U23, tức là toàn cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau. Trận đấu đầu tiên của hai đội tại ASEAN 19 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Cuộc thi bóng đá nam ASEAN 19 có tổng cộng 21 đội tham gia, được chia thành 6 bảng. Trong đó, có 4 bảng mỗi bảng với 4 đội, 1 bảng với 3 đội và 1 bảng với 2 đội. Các đội đứng đầu và đứng thứ 2 của mỗi bảng sẽ đi tiếp, cùng với 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Bảng C chỉ còn lại 2 đội do Syria và Afghanistan rút lui trước giờ khởi tranh. Vì vậy, Hong Kong và Uzbekistan đã được xác định đi tiếp từ bảng này. Nếu Việt Nam giành chiến thắng trước Arab Saudi ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển sẽ giữ vị trí trong top 2 bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A ở vòng 1/8, đối thủ có thể là Ấn Độ hoặc Myanmar. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Việt Nam vẫn chắc chắn giành vị trí thứ 3 trong bảng B và có nhiều cơ hội tiến xa ở cuộc thi.